Tất cả bạn em giới thiệu cả sản phẩm đó chính là nồi chiên nhúng dầu. Với mẫu một nồi chiên nhúng dầu 25 lít này, các bạn có thể chiên mực, chiên cá, chiên tôm, chiên nem hải sản. Dung tích là 25 lít. Chất liệu là inox. Bạn khung hộp rất đẹp nhá. Đây là dung tích của kích thước chiều ngang là bề sâu này, đó là 35 phân này. Còn chiều rộng này, rộng từ đây đến đây này là nó là 58 phân này. Đấy. Chiều sâu này. Sâu đáy nó là 25 phân này, 24 phân 25 phân này, 24 này 25 này. Đấy, nhá. Nếu mà sử dụng người ta còn chiều sâu qua thực tế đây là 17 phân này. Qua cái thành ngang bảo vệ chắn là 17 phân này. Đấy. Dung tích này là 25 lít. Đây là điều chỉnh nhiệt độ này, từ 0 đến 300 độ này. Còn đây là cái từ 50 đến 300 này, dung tích 25 lít này. Kích thước của toàn bộ bên vỏ ngoài máy là chiều rộng là 78 phân, còn chiều ngang sâu là 41 phân, cao nó là 28 phân, thì nó tính cái chưa tính chân nhá, tính cả chiều cao chân này, tính con chiều cao đo từ dưới đất lên này, nó là 70 phân. Công suất đây là 4 kg 4000W, 220V. Các bạn mua nồi chiên nhúng do không dầu 25 lít, liên hệ mình qua số 0934468222, 0904432111, website sửa máy thanhhoa.com, địa chỉ là 79 Phan Phù, thành phố Thanh Hóa. Đây là 25 lít này. Nếu mà các bạn thấy to thì các bạn có thể dùng cái loại nhỏ 15 lít này nhá. Đây, 12 lít nhá. Đây là to 25 lít này. Đấy. Chiên thoải mái này. Đấy. Chiên bánh quẩy này. Đấy. Các kiểu chiên đậu phụ này. Ok.